Hello và xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Và mình là Diệp Cờ. Chào mừng quay trở lại với... Thực ra đây là trò chơi mới, không phải quay trở lại. Tên là Hành Tinh. Hành Tinh. Ngon ngon. Câu chuyện bắt đầu ở trong cái phòng thí nghiệm Nano, cái phòng nghiên cứu Nano. Đấy, Eureka, tìm ra rồi. Cuối cùng tôi đã tìm ra nó. Cuối cùng tôi đã tạo được ra nó rồi. Thằng sinh viên hỏi: gì vậy, tiến sĩ? Cái siêu cọ rửa nhà tắm, ok, siêu dọn dẹp nhà tắm, ok, tôi nghĩ vậy. Sinh viên hỏi là vậy nó hoạt động như thế nào. Bây giờ thì anh hãy đi lấy một ít đất và một ít vi khuẩn để tôi sẽ làm ví dụ cho. Đấy, đây là cái gọi là cái con gu màu xám, nó tự động ăn tất cả những cái loại đất ở trong phòng tắm. Và anh sinh viên hỏi là ông có chắc là nó chỉ ăn đất không đấy? Ông này chắc thế. Có thể tôi cũng chưa thử. Nó hoạt động này. Ok, nghe kiểu không chắc chắn là mình thấy kinh rồi. Ok, bây giờ tip sử dụng con chuột để điều khiển con Gregu ăn tất cả mọi thứ nhỏ hơn. Ok, bèm rồi, ăn tất cả mọi thứ nhỏ hơn đúng không? Thế đơn giản thôi, tức là những cái này cục đất ấy. Đấy, đây là những cục đất bé tí thì mình sẽ ăn ấy. hai phẩy bảy hai nanomet. Mình đã ăn được cái cục đất. Yes, mình đã ăn được vài cục đất to hơn một tí rồi. Yes, hay lắm. Cục đất to hơn này lớn nhanh hơn nè. Grey gu của chúng ta sẽ lớn nhanh hơn nè. Ok, nó là con gu xám mà, nó con màu xám mà bây giờ lại thành con màu khác rồi. Ok, ăn hết cái bọn này đi. Boom boom boom. Oh yes, 4.62, 4.73, 4.87, 4.9, 4.93, 4.98. Yes, hoàn thành. Ta được huy chương đồng à? Không biết. Ok, mình không biết nữa. Ok. Mình không biết nữa. Không biết. Ok, mình còn lại 41 giây, chắc là mình huy chương đồng rồi, đúng không? Ok. Ui, vi khuẩn. Ew. Scary vi khuẩn. Yes. Oh shit. Có những con cùng loại, nhưng có con to con bé. Gần đâm của nó này mình chết mất. Hay lắm. Ăn hết những cái bọn này đi. Yes, con này nữa. Hay. Rồi, đây rồi, con này to hơn. Không. Cả một con vi khuẩn. Chuột mình nhanh. Ây. Trời ơi. Trời ơi, con chuột nhanh quá. Con chuột mình thì nhanh quá, tốc độ nhanh quá. Cho chậm lại mới được. Boom. Boom. Ăn hết bọn này. Vi khuẩn là vi trùng lợn này nữa. Ok, hãy cùng ăn hết bọn này đi. Rồi. Chúng ta đã lên 67.7. Ui. Yes, bắt đầu ăn được những con xanh rồi. Hay rồi, ăn con xanh hơn, to hơn rồi. Hay rồi. Boom, còn to hơn nữa này. To hơn nữa nè. 9.66. Ủa đây nào. 9.89. 9. Yes. Huy chương bạc. Yeah. Ui, các bạn nhìn thấy không? Con chuột của mình nhanh không? Ui. Đi nhanh quá. Nhanh quá. Ew. Đây là trận mất rồi. Chắc thế mình không biết nữa. Ok. Wow, thật tuyệt vời. Chọc vào phát. Nó cắn tôi rồi. Và ông giáo sư này đi rửa tay ấy. Ông ơi, bác ơi, ông có chắc là ta nên làm cái gì này không? Nhỡ mà nó ra khỏi ra tự nhiên thì sao? Ông này bảo là nó chỉ là cái cọ rửa phòng tắm, có chuyện gì xảy ra chứ. Ôi trời ơi, thế là sai lầm rồi em ơi. Thế là sai lầm rồi, thật ngu si. Ok. Rồi bây giờ bắt đầu mình, đây trong cơ thể thằng này. Đây là những cái bạch cầu và hồng cầu. Màu trắng là hồng bạch cầu và màu đỏ là hồng cầu. Còn màu xanh là cái khí gió thì mình cũng không biết. Ok, mình sẽ ăn hết cả những cái này. Rồi ăn cả những màu xanh. Những màu xanh, yes. Mình sẽ ăn được bạch cầu này. Bạch cầu này. Bạch cầu nữa đâu, không có bạch cầu nữa chứ. Boom, cả màu xanh. Mình ăn cái gì thì mình đổi vào cái đấy nhá. Hay cực. Boom. Ăn hết cái này. Yes. Boom. Yes. Trời. Nốt nào. Yes. Huy chương bạc. Ok. Và bạn này xem nó là gì.
Hình như vẫn trong người nó. Mình ăn. Ui. Ăn, nó ăn luôn mình á. What? Nó thế à? Ui, nó ăn thịt mình chết luôn à. Oh wow, giờ mình có cái vụ đó vậy. Wow, ô thì phải tránh ra mấy con bọn to to ra. Nhờ con gì vàng vàng nhìn ghê ghê. Ew. Sợ quá. Nhìn như con trùng ruồi, kinh quá. Ừ, yes. Eo. Tổng á. Ừ, trời ơi, không biết chưa thể thằng nào mà sao toàn những con quái đạn đấy nhỉ. Không có thể mình có con này không? Con không có. Có thì chết mất. Ồ, cẩn thận. Mấy con đấy. Boom. Yes. Ôi. Yes. Yes. Trời ơi. Nào cùng lại nào. Nào nhảy cùng zin zin. Zin zin. Ôi nói này nhiều. Khán đến cả giọng luôn ấy. Thở không ra hơi. Boom boom boom. Phải tránh mấy con kia ra. Ui. Ew. Em nó ăn nhau kìa. Đừng ăn em. Em còn bé. Em còn trẻ con. Mới đợi xem tao lớn thì tao đớp hết chúng mày. Hi hi hi. Đúng không? Chúng mày ăn mãi này chỉ đến mức đấy thôi. Người tao thì còn lớn mãi mãi. Yes. Ăn hết ready. Yes. Từ một cái con vi khuẩn bé tí trong cái phòng tắm. À, trong cái phòng thí nghiệm. Và bây giờ mình đã thành một cái con vẫn bé tí nhưng ở chỗ khác. Boom. Chúng ta vẫn chỉ có hơn 400 nanomet. Chúng ta chưa lên được 1 mm. Là kinh khủng. Không thể ngờ được. Thật là dã man tàn bạo. Đấy, cái lúc mà mình là còn bé thì nó thi nhau nó dồn mình. Bây giờ lúc mình lớn rồi thì chả đến thế nào nữa. Thế buồn cười chứ, lũ này đều thật. Đấy, nó chạy hết kìa. Đều thật ý. Đấy, ấy, đừng có chạy. Đừng có chạy. Rồi, đây rồi, đây rồi. Úi rồi, úi rồi, úi rồi. Ngon, thơm, thơm, thơm. 669 nanomet. Rồi, một loạt nữa. 690, 695, 699. Rồi, huy chương bạc. Thật là mỏi tay. Ok, mình sẽ dừng thử tầm này tại đây. Nếu các bạn thích thì đừng quên để lại một like cho kênh channel của mình. Và hãy like nhiều vào để mình biết là các bạn có muốn mình làm cái game mình tiếp không. Nếu bạn thích thì hãy cứ like vào nhé. Càng nhiều like thì mình càng thành tập mới. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn tập sau. Mình là Zuka, bye bye. You make me feel kind of bad, kind of good.